Bộ quốc phòng nga vừa công bố video cho thấy lực lượng đổ bộ đường không của nước này khai hỏa súng máy phòng không ZPU 4 và pháo phòng không S60 phá hủy cứ điểm của ukraine ở hướng bắc Mút. Trong khuôn khổ cuộc tấn công, quân đội nga đã phá hủy hàng chục vị trí của đối phương. Theo bộ quốc phòng nga, để tăng cường khả năng cơ động và di chuyển nhanh chóng trên chiến trường, các hệ thống phòng không này đã được lắp đặt trên khung gầm xe tải uran. Lực lượng Vũ Trang Nga đang nỗ lực cải tiến và hiện đại hóa vũ khí cũng như khí tài quân sự nhằm đáp ứng nhu cầu chiến đấu. Súng máy phòng không ZPU cỡ nòng 14,5 mm được thiết kế năm 1944 và sản xuất năm 1949 tại Liên Xô. Loại súng máy bay có rất nhiều biến thể như ZPU1, ZPU2 và ZPU4. Đây là vũ khí rất được ưa chuộng trên chiến trường vì có hỏa lực mạnh và dễ tìm kiếm đạn. Ngoài vai trò phòng không, chúng cũng có thể được sử dụng làm vũ khí tấn công mặt đất. Còn pháo phòng không S60 cỡ nòng 57mm là loại pháo cao xạ tự động dùng để phòng không do Liên Xô phát triển từ những năm 1950. Đây là loại pháo có tầm bắn thấp và gần trung bình. Không chỉ đảm nhiệm vai trò phòng không, vũ khí này cũng được sử dụng để chống lại các loại xe thiết giáp hạng nhẹ và máy bay tầm thấp. Pháo được đặt trên bệ có thể xoay 360 độ, tốc độ bắn 70 phát trên phút. S60 thường được triển khai cùng với hệ thống điều khiển, máy chỉ huy Puazo 660 và Radarson 99A hoặc máy chỉ huy Puazo 5 và radarson Son 4.